Vâng, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng, và hôm nay chúng tôi trở về huyện Chư Quynh của tỉnh Đắk Lắk để sửa chữa một căn nhà Yến. Căn nhà Yến này được xây dựng năm, theo lời ông chủ thì được xây dựng năm 2018, và sau 4-5 năm nó không có chim, thì đến được một năm nay, cách đây một năm nay thì anh có xem một kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng của tôi, và anh ấy tự sửa. Và anh tự sửa thì trong quá trình làm ấy thì cũng là tương đối là có chim rồi. Tôi đấy là đánh giá có chim trong một năm, thì ở đây thì có hay không thì các anh chị cũng cứ xem đây là nó có chim này. Đấy, mà cái vùng này thì tôi đánh giá là vùng chim cực tốt, rất tốt trong tỉnh Đắk Lắk đấy. Vì số lượng đi qua nhà Yến ở đây tôi thấy nó ít lắm, nó không có, gần như không có nhà Yến ở đây. Đấy, thế thì qua câu chuyện của anh ấy thì anh ấy cũng sợ động chạm, nên là thôi anh không xin phép là không giao lưu với tôi, thì lúc nào chiều nay tôi sẽ giao lưu sau ở trên cây. Thì trên cái nhà Yến này là họ làm hai đường ống đấy, thì ống đường ống trên là nó có như thế này, và sau đấy anh mới, sau khi xem kênh của tôi, đây là cái ống cũ này, nó như thế này này, anh xem kênh của tôi thì anh thay toàn bộ là những cái ống khí bằng này luôn, ống khí như thế này, anh cho hết tất cả các cái lỗ khí như thế này, anh chả biết là đúng sai gì cả. Anh nói là chỉ thấy tôi làm ống dài như thế này là anh đã làm cái ống dài này rồi đấy, làm cái ống dài như thế này này đấy, và anh cũng có điều đặc biệt trên đây là nó không có lỗ chim nào cả. Thế thì chủ ông kỹ thuật thì ông lại cho cái lỗ chim ở dưới đáy nền nhà này, nó cũng có cái hay của nó là chỗ này là nó thoát khí ra ngoài, thì con chim đôi khi nó lại lao vào trên này, lao dưới này nó bọt lên trên đấy, thế nhưng sao chim nó vẫn vào được, tức là khí ở đây nó đi ra thì chim nó vẫn vào bình thường, nhưng mà nó sáng lắm, nó sáng từ cái khe này này, nó sáng toang hoang hết này, đấy, nó sáng hết, nó không có cái gì cả là gọi là đặc biệt. Đó là lý do tại sao là những cái ngôi nhà hoang dã mà chim nó vẫn ở, thì đây cũng là một cái trường hợp mà sao nó toành toàng thế này, nhưng mà chim sau khi mà anh điều khiển được cái lỗ khí từ cái ống ngắn như này sang ống dài thôi, nó đã thắng rồi, nó đã có chim rồi. Đây, tổ đấy tôi quay cho, đây là cũng một cái lời tán dương mà cũng là lời động viên và chúc mừng anh ấy, anh cũng đã là hiểu biết được một cái gì đó. Đấy, còn kỹ thuật trước làm 4 năm trời không có con nào luôn. Anh nói là không có chim luôn. Nên nó có về nhưng mà nó lại không hở một tí nào luôn, không có cái tổ nào luôn. Và anh cũng bỏ 4 năm. 4 năm luôn, không có sửa sang gì, kệ anh em, bây giờ thôi bỏ, tính hai vợ chồng bán cái nhà Yến, nó bán không người mua. Đấy. Thế thì sau khi mà anh ấy, đây là cái lỗ chim vào này. Nó không có lỗ chim nào vào đàng hoàng hết. Đấy. Thế thì cái câu chuyện mà anh cũng đã tự sửa thì anh cũng có cái nhà, cũng có Yến. Cô Yến, tôi ghi nhận là anh làm tốt ở đây, nó toàn hoàng cái này này. Tốt ở đây là gì? Tốt ở đây là anh mới chỉ đóng cho tôi những cái hàng khí này thôi, thế mà nó đã có chip rồi. Thế còn giờ loa thì nó như thế này, đấy, loa như thế này, đóng chồng lan chồng kìa, đóng chồng như thế này. Tôi phải quay lại cái loa cho anh ấy, quay lại cái loa cho anh ấy. Không có cách nào khác, đấy, đóng gách thì nó không bị thấm, các bạn, nó phân này, trước người ta tạt phân tạt đầu lên này, nhà tiền chế sâu phân cho khoảng ngắn đầy này, đấy lỗ chim vào là ở đây này. Đấy, thật có cái hay của nó là con chim sao nó giúp được xuống tận đáy nhà, nó quạt lên trên đấy, ở trên đồng quanh đây thì không có cái lỗ chim nào vào hết đấy, không có lỗ chim nào vào hết này. Đấy, lại có một lỗ chim ở dưới chân này, chim nó vẫn vào dưới này, đó là đây, tôi quay cho quý vị xem đấy, không có luôn. Thế mà đây thì anh nói là anh cũng đã làm được, theo tôi sửa thì anh làm được hơn năm rồi. Thì bây giờ quý vị đây, tôi cũng chẳng biết bao nhiêu tổ, nhưng mà tôi có quay phân cho quý vị này. Quý vị cũng chúc mừng cho anh ấy đi. Đấy, chúc mừng cho anh, tôi cũng chúc mừng cho anh ấy. Thế nhưng mà điều quan trọng của anh lại quyết định mời tôi đến, là anh cảm thấy nếu mà tôi đến thì làm sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì và trước khi đến thì hai vợ chồng cũng tranh đấu với nhau là đang tính bán cái nhà Yến, và anh cũng tiếc, anh kêu là không bán nữa để mời tôi đến sửa. Mời cho đến sửa thì tôi tư vấn cho anh này này, làm cái nhà Yến bây giờ nó rất là cực, mà cái vị trí làm một cái vị trí nhà Yến tốt như thế này thì không nên bán. Thì tôi sẽ làm cho anh này, anh chị này là có cái sổ hưu, tôi sẽ làm cho anh chị này có cái sổ hưu mà nhé. Đây này, thay như thế này này, thay như thế này này, ống nhỏ này, thay ống khí cũ như thế này, và anh thay ống dài như này, và anh chắn sáng như thế này này, đấy, và có chim nhá, có tốt luôn đấy, đây, đấy, có chim,
anh chắn như thế này này, đâu có đúng đâu, nhưng mà vẫn có chim mở nhé, có cái chim mở này, đấy, không có cái lỗ chim nào vào, mà có lỗ chim ở dưới này này, đấy, lỗ chim dưới nền này này, nhưng mà phải làm ở trên này, làm ở trên này nhá, đấy, tôi là phải thay đổi kịch bản đây này, anh làm ống dài như này này, đấy, rồi tôi sẽ hướng dẫn anh ấy làm, tôi sẽ làm cho anh ấy. Đấy, ở cái vị trí tốt làm ở cái nào có chim, nhưng mà cái vị trí khó thì phải xem xét lại. Hôm qua tôi có dính ở cái nhà yến ở Chư Sê, cái nhà yến của cái anh này, anh làm 3-4 năm anh chả con chim nào cả, có không có nhiều, có 6-7 mét vuông à, có 100 mét vuông à, từ cái nhà ở tôi làm 6 tháng đầu tiên tôi xử lý môi trường rồi cất đái các kiểu rồi. Nó không có chim. 12 tháng sau tôi làm cho anh, tôi cam kết cho anh có 50 tổ. Tôi cam kết cho anh có 50 tổ thôi. Nhưng tôi làm 56 tổ, anh xin tiền nó không trả thôi. Tôi có bot đây. Tôi có bot lên kênh YouTube rồi. Thì quý vị cũng hiểu rằng là quẹt thì tôi không tính, tổ to thì mới tính. Đấy, và anh cứ cãi. Anh cãi nọ cái kia mà trong quá trình vận hành anh còn bịt cả lỗ của tôi các kiểu luôn đấy, và anh không trả tiền đấy, tổ thì dư 6 tổ còn quẹt tôi không có tính thế, và anh ấy cố tình anh không trả tiền cho tôi thì cũng không có sao cả đấy, cũng hoan hỉ thôi, nhưng mà làm cái việc làm ti tiện như vậy thì đừng có làm những việc ti tiện như vậy, cứ ti tiện người ta khinh bỉ như vậy đừng có làm, sống một lần chết một lần đấy, sống sao cho đáng sống, đừng có sống theo kiểu người ta làm xong đó là không lý do nọ lý do kia không muốn trả tiền thì đừng có kiểu như thế, sống nó không thọ đâu đấy. Và sống nhục lắm, và trong đó hôm qua là có 4 năm anh chủ nhà yến, ba ông chủ nhà yến đi cùng luôn đấy, cảm thấy nó nhục lắm. Đây anh làm anh có tổ này đấy. Khi anh có tổ, anh làm tự có tổ này. Và một lần nữa chúng tôi xin cũng bây giờ nhà này nó ống nó dài như thế này, chúng tôi phải cắt cái này ra, cắt đến đây thôi đấy, xong bắt đầu khoan thêm một số cái lỗ ở chỗ dưới này này, khoan thêm một số lỗ dưới này để đưa xuống để cho nó điều khí ở dưới này còn lạnh lắm. Chế cho nó đủ chứ. Cái gì? Đó, mình phải làm đường nhà thôi. Loa là cứ quay thôi chứ đâu gì. Quay loa thôi. Đây là cái nhà yến này. Đây. 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 Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị, quý vị trong video clip lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.